Hi, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì Quyền đang có mặt tại Thế Động Điện Máy Xanh để cập nhật giá dòng điện thoại Oppo tại Thế Động Điện Máy Xanh để gọi đến tới các bạn xem tham khảo nha. Hôm nay thì Quyền bị bệnh nên cái nói cái tiếng nó hơi khàn khàn, các bạn thông cảm giúp Quyền nha. Và đây là dòng điện thoại Oppo A18 các bạn. Đây là phiên bản 128GB với mức giá hiện tại là 3.990.000 các bạn nha. Có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho anh em mình luôn. Oppo A18 thì chúng ta sẽ có một thiết kế khá là đẹp các bạn nha. Giống với những dòng như Oppo A38, A58 các bạn nha. Khá là đẹp. Mặt lưng nhám nổi bật với cụm camera nè. Độ phân giải của camera chính là 8 MP, camera phụ là 2 MP và đèn led trợ sáng ở đây. Chúng ta sẽ có camera nó phần hơi nhô sau mặt lưng các bạn nha. Về màn hình thì máy sẽ trang bị màn hình là 6.56 inch với độ phân giải là HD+ và trang bị con chip là G85 8 nhân. RAM 4 bộ nhớ trong 128GB cho anh em chúng ta sử dụng nha. Và camera selfie là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 5 MP, cũng đáp ứng đủ cho anh em mình chat protocol cùng người thân bạn bè ha. Và cũng như là chụp ảnh selfie từ camera trước ha. Khá là ok. Máy trang bị pin pin là 5000 mAh cho anh em mình sử dụng cả một ngày dài, không lo ngại về việc hết pin nữa. Máy thiết kế cũng khá là mỏng các bạn nha. Bên trái là chỗ đây cây sim, máy hỗ trợ 2 sim nha. Phía dưới là jack 3.5 mm thoại sạc và loa. Bên phải là nút nguồn tăng giảm lượng, phía trên thì sẽ không có biến mẫu nào cả các bạn. Quyền xin nhắc lại mức giá của dòng điện thoại Oppo A18 128GB là 3.990.000 các bạn nha, tại Thế Động Điện Máy Xanh. Có hỗ trợ góp cho anh em mình luôn hả? Đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này các bạn nhé. Đây là dòng điện thoại Oppo A38 với mức giá hiện tại là 4.490.000, có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho anh em mình luôn nha. Khi mà anh em mình mua góp thì chỉ cần trả trước là 1.347.000, góp mỗi tháng là 798.000 và chênh lệch so với anh em mình mua tiền mặt là 49.000, góp công lại khá là ok. Oppo A18 thì một thiết kế rất là quen thuộc các bạn nha, cũng khá là giống so với Oppo A18, nhưng mà được nâng cấp về camera là 5 MP là camera chính, cam phụ là 2 MP, mặt lưng nhám nổi bật ha, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có màn hình là 6.56 inch với độ phân giải là HD+ và sử dụng con chip là G85 8 nhân. RAM cũng là 128, RAM là 4 và cũng như là bộ nhớ trong 128GB. Camera selfie thì dạng hình giọt nước 5 MP, pin 5000, được nâng cấp lên là tốc độ sạc nhanh là 33W. Nhìn chung thì máy với cấu hình cũng vừa phải các bạn nha, cũng trong phân khúc giá 4.490 thì đây là một trong những dòng điện thoại đẹp nè. Chúng ta sẽ có một cái cấu hình cũng vừa đủ dùng. Còn nếu mà các bạn muốn chơi game thì Quyền nghĩ là các bạn nên cân nhắc và tìm hiểu thêm một cái dòng điện thoại mức giá cao hơn và cũng như là cấu hình ok hơn để chúng ta chơi game, học tập, làm việc đó các bạn nha. Còn dòng máy này thì Quyền nghĩ là sử dụng cơ bản với chơi game nhẹ thì ok. Khá là đẹp ha. Oppo A38 4.490.000. Và đây là Oppo A79 5G với mức giá hiện tại đang giảm cho anh em mình 7.90 triệu, giảm còn 7.690 triệu tại Thế Động Điện Máy Xanh và có hỗ trợ góp còn cho sức cho anh em mình luôn. Oppo A79 thì một trong những dòng điện thoại mới ra mắt của Oppo thì Quyền cũng có review trên tay rồi. Khá là đẹp các bạn nha. Mặt lưng nè, rất là đẹp, kêu hoàng nghiêng nó sẽ có một cái màu chiếu rất là đẹp. Hai camera phía sau, 5 MP là camera chính, camera phụ là 2 và đèn led trợ sáng ở đây. Chúng ta một thiết kế rất là đẹp, khi mà các bạn cầm lên như là cầm như lên một cái viên đá pha lê rất là đẹp này. Bên phải chúng ta sẽ nút nguồn tăng giảm lượng, phía dưới là jack 3.5 mm thoại sạc và lo, bên trái là chỗ để cái sim, phía trên có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video call nè, quay video. Thì anh em mình chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là rộng nha, 6.72 inch với độ phân giải là full HD plus và sử dụng con chip là Dimensity 6020 8 nhân 5G. RAM thì 8GB, bộ nhớ trong là 256GB, dung lượng RAM và cũng như là bộ nhớ trong khá là lớn, giúp anh em mình lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn và tải nhiều ứng dụng yêu thích ha. Camera selfie thì dạng đục lỗ nào với trong hình thế này, cái độ phân giải là 8 MP, đáp ứng cho anh em mình chat protocol cùng người thân bạn bè cho nên sắc nét và chân thực hơn và cũng như là chụp và quay từ camera selfie. Pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 33W thì giúp anh em mình sử dụng cả một ngày dài, không lo ngại về việc hết pin và cũng như là tốc độ sạc nhanh sẽ giúp rút ngắn được thời gian mà anh em mình sạc pin, tăng cái thời gian mà trải nghiệm lên. Đây là giống dòng điện thoại mới ra mắt, Quyền nghĩ cũng rất là đáng quan tâm và đáng mua ha. Oppo A79 7.690, có hỗ trợ màn 5G anh em mình nha.
Và đây là Oppo A58 các bạn nha. Mức giá hiện tại là 4.990.000, có hỗ trợ góp phần trăm lãi suất. Oppo A58 với mức giá hiện tại thì chúng ta vẫn có hỗ trợ góp không lãi nè. Chỉ cần trả trước 1.497.000, có mỗi tháng 886.000, thì trên lệch so với giá anh mua em mua tiền mặt á có 49.000 thôi, chưa đến 50.000 nữa. Máy thì được thiết kế nguyên khối mặt lưng nhám, nổi bật với cụm camera 2 cam. Camera chính 50, camera phụ là 2 megapixel, đèn đã chiếu sáng ở đây các bạn nha. Chúng ta sẽ có một cái cạnh viền của mặt lưng các bạn, bo các góc cạnh thế này. Đó, khi mà anh em mình cầm trên tay nè, nó sẽ ôm tay hơn. Khá là ok và hợp lý ha. Máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình cũng khá là rộng, 6.72 inch, độ phân giải full HD plus và có camera dạng đục lỗ nằm trong màn hình với độ phân giải tính đến là 8 megapixel. Máy cũng khá là ok các bạn nha. Máy thì trang bị con chip là G85 các bạn nha. RAM 6, bộ nhớ trong 128. Thì theo quyền thấy đó, Oppo hiện tại nó đang trải dài cái phân khúc giá các bạn, nên là nó sẽ nâng cấp một số phần chứ không phải là nâng cấp hẳn luôn các bạn nha. Đó. Tầm khoảng 4 triệu mấy thì vẫn sử dụng chung một con chip đó là G85, như là A18, A38, A58 vẫn sử dụng chung con chip ha. Anh em mình thì có thể lựa chọn thêm một cái option cao hơn đối với dòng điện thoại này là Oppo A78 các bạn nha. Nhưng mà mức giá nó sẽ cao hơn xíu ha. Pin thì cũng 5.000 và cũng hỗ trợ sạc nhanh cho anh em mình 33W. Oppo A78 thì được nâng cấp hơn so với Oppo A58 đó là về con chip ha. A78 thì xài con chip của Mỹ nhưng mà cũng là một trong những con chip quốc dân ha, Snapdragon 680 8 nhân. Thì anh em mình có khi mà anh em mình cầm nắm Oppo A78 trên tay thì chúng ta sẽ thấy một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với A38 và 58 các bạn nha. Đây là một thiết kế vuông như là dòng điện thoại Reno 8 trước đó bạn, Reno 8T. Rất đẹp, vừa dạng trong lòng bàn tay. Màn hình là 6.43 inch. Độ phân giải là Full HD Plus và chúng ta sẽ có camera selfie dạng đục lỗ nè, phía trên bên trái 8 megapixel, pin 5.000 và tốc độ sạc nhanh là 67W nữa các bạn. Chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là sắc nét như thế này và viên RAM của máy sẽ là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Anh em mình có thể nói là tha hồ mà lưu trữ dữ liệu luôn trên dòng điện thoại này. Máy thì có một cái là anh em mình không có hỗ trợ mạng 5G nha, mức giá 6.90.000 nhưng mà không hỗ trợ mạng 5G anh em mình. Đây về mặt lưng. Camera thì 50 megapixel và camera selfie là camera phụ là 2 megapixel, camera selfie là 8 chấm vậy nha. Pin 5.000 và sạc nhanh là 67W. Mình quay cho bạn xem cái cạnh nè. Bạn thấy không? Nói chung là cảm giác cầm nắm cái dòng điện thoại A78 nó sẽ khác hoàn toàn với A58, một sự khác biệt trên là gõ gạt luôn các bạn. Nói chung là dòng điện thoại này sử dụng cũng khá là mượt các bạn nha. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu hay là fan của Oppo thì mình nghĩ là đây là một trong những dòng điện thoại cũng rất là đáng quan tâm về cấu hình. Mình sử dụng cơ bản thôi, có một cái nhu cầu là thiết kế đẹp thì mình nghĩ đây là một trong những dòng điện thoại cũng rất là đáng bạn tham khảo ha, để mình ta mua. Còn nếu bạn cần một cái điện thoại có cấu hình cao hơn để mà chúng ta vừa học vừa chơi game hoặc là vừa chụp ảnh này kia rồi tốt hơn xíu nữa, thì chúng ta có thể nâng cấp lên một số dòng như là 98 hoặc là Reno 10 các bạn nha. Rồi tại shop thì Reno 10 là 256GB thì chúng ta sẽ mức giá là 10.990.000, giảm còn 10.490.000 các bạn nha. Còn bản Reno 10 128GB thì chúng ta sẽ mức giá là 9.990.000. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai màu để em lựa chọn, đó là màu xám, màu đen, màu xanh các bạn, màu bạc, màu xanh, màu bạc cũng được ha. Máy thì được trang bị màn hình là 6.7 inch, độ phân giải là Full HD plus và sử dụng con chip Dimensity 7050, 5G 8 nhân, RAM thì 8GB, bộ nhớ trong 256, camera chính là 64, camera phụ là 32 và 8 megapixel, camera selfie là 32 chấm, pin 5.000 và hỗ trợ sạc nhanh là 67W. Thì anh em mình thấy cái dòng điện thoại Oppo nào mà ân ý hay là cần quyền bổ sung thêm một số mẫu dòng điện thoại nào thì anh em mình cứ comment dưới video này, hoặc là yêu cầu quyền review cập nhật giá dòng điện thoại nào cứ mạnh dạn comment dưới video này để quyền có thể gửi đến các bạn một video sớm nhất. Các bạn cũng thông cảm cho quyền, tại quyền bệnh nên quyền nói chuyện thì nó không được lánh lót như mỗi ngày.
Lời cuối thì Quyền xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ Quyền trong suốt thời gian qua. Lời cảm ơn chân thành nhất. Và Quyền không biết nói gì hơn là chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tại vì thời điểm hiện tại là thời điểm giao mùa nên thời tiết thay đổi nên dễ bị bệnh đó, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị bệnh như Quyền. Rồi Quyền xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha. Bye bye, chúc bạn ngủ ngon.